Bộ tôi lúc mới về ngủ tối ngủ không giống ngủ, để đèn sáng trưng làm cái trời đó xong giờ vô ngủ thì mấy ngày đầu ngủ không được. Nhiều khi mình cũng như là mình tưởng giống như có ai ở trong này nè, đi ra đi vô cái ngõ mình đó, nói chỗ mình ở đó, đi giấc có 11, 12 giờ kia đó. Tức là khi mà chú ngủ ở trong cái lều dựng cạnh nghĩa trang này á, thì À, đó cái chỗ nãy đó. khi chú nằm ngủ chú cứ nghe là có người đi ra đi Ừ, vào hả chú? chứ nhiều khi cũng nghe nói chuyện đồ rùm ra rùm dữ lắm, mà ra thì không có gì á. Nằm vô nằm rồi với phê thanh gián mình nằm mới nghe, chứ còn bình thường thì không có nói ai nghe trò trơn á. Chú nghe những cái âm thanh gì chú? Thì cũng người lớn người nhỏ này kia nói chuyện này kia, cũng chợ búa này kia cũng như bình thường, không cũng như người, cái người còn sống nha. Nhiều khi á, mình dùm ra làm như thứ hai ở ngoài dùm vô là một, rồi cái mình ngủ đã cái làm như thò tay vô nằm này thấy cái đầu đây nè, quèo quẹo lỗ tai vậy nè, giúp mình dậy bởi cái chỗ nhìn đó mà tôi nhắm ngủ. Có cảm giác là ai đó đang nhìn chú. Nằm mà mơ 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 mà có người làm gì vô kiều 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 cứ dậy đi tắt tivi, cái tivi nhỏ nữa đó bị ngủ rồi, rồi cũng giật mình vậy tôi hết hồn với những người tắt gái. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Chiều hôm nay thì Nhân và anh Phong Bụi đang có mặt ở Tân Phú Trung, Củ Chi. Hôm nay thì tụi Nhân biết được một hoàn cảnh của một chú đang sống ở Nghĩa Trang ngay phía ở đây. Và hình như đây chính là cái căn nhà của chú nè. Một cái gần như là một cái căn chòi chứ không phải là một cái căn nhà dựng tạm trên cái nền đất Nghĩa Trang của người ta. Và cả nhà nhìn ở phía bên đây là sẽ thấy rất nhiều những ngôi mộ nè. Hình như phía bên đây hồi nãy Nhân nghe hàng xóm nói là còn nhiều cái ngôi mộ khác nữa. Và bây giờ thì mời cả nhà cùng Nhân với lại anh Phong vào trong để gặp chú, để xem nơi đây có những câu chuyện tâm linh gì, cũng như là hoàn cảnh của chú như thế nào, để xem có giúp gì được cho chú không nha cả nhà. Đây, ở đây Nhân thấy là có chú thờ rất là nhiều ông địa ông thần tài nữa nè. Bên một cái cây chắc cũng là cổ thụ á, cây này chắc cây keo quá ha anh Phong. Nghe nói là cây này hồi xưa bị sét đánh mà bà con ở đây nói là cây này tâm linh lắm. Chắc có lẽ vô gặp chú để cho chuyện dễ hơn ha. Dạ. Yeah. Chào chú. Cảm ơn, chào. Dạ. Ôi trời, coi chú nằm võng nè. Chú dằn ở trên cái xe của hai ngôi mộ. Đi, mình ra đây, đây nằm cho nó mát. Dạ. Thôi mình ngồi đây trò chuyện luôn đi ha. Dạ. Dạ. À, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú ạ? Tết này nữa là 80 rồi. Dạ, 80. Dạ. Ở đây thì mọi người hay gọi chú tên gì ạ? À? Úc Tròn, Úc Tròn. Sòng, còn trong giấy tờ là kinh sòng. Dạ, ở trên nó hoài chích chát là sòng. Ít họ, ít chè này, ít này nè, sòn. Vậy cũng gọi là chú Út đi cho dễ ha. Đó, chú Út đấy. Cái này nghĩa trang này là gọi là nghĩa trang gì ở địa phương? Cái này của địa phương, cái này cái nghĩa trang hồi xưa là của đất họ kiến họ đó. Rồi đây đấy hồi xưa đất rộng lắm. Rồi mới để ra kiến họ, nó để ra một miếng đất này để chôn chôn người thân không à. Nói từ ngày giải phóng đến giờ là nhà nước không có cho chôn nữa. Nhân thấy là chú vào chú móc cái võng chú ngủ thấy khác thường không? Dạ. Chú mắc vào hai cái sen ha, cái sen đá này nè. Giữa hai ngôi mộ luôn. Thì trong đây chắc đâu có người thân gia đình gì của chú hả? Có, có. Đây là ông cậu chết lâu lắm rồi. Nói ông cậu đây là bà mợ dâu. Dạ. Đó. Còn ông này thì cũng có dòng họ nữa mà ông xa rồi. Nơi đây bao nhiêu phần mộ lận chú? Hồi trước á, thầu tôi còn nhỏ, bây giờ ở đây á thì coi như mà hồi trước vô đây làm những cái rừng vậy đó, mà mồ mả không có đường đi qua đó nữa. Mà ở đây hồi xưa chỗ là cái chỗ chứ có biết không? Chỗ nó mọc lên cao vậy nè. Tôi lâu lâu tôi về tôi cũng nhổ tôi cột lại để đây xuống dưới để xài cũng có. Vậy là ở đây là hồi xưa là nó hoang lạnh lắm. Mà bây giờ thì do là đô thị hóa nó cho nên là nhà cửa lắng vào cái nghĩa trang nó bớt đi. Chưa dạ. Không có ai ở cả trơn đó. Từ ngày giải phóng giờ họ lại họ cất ở đó. Thì con nghe nói là chú sống ở đây cũng lâu rồi. Sống thì, lâu. Dạ. Sống hồi cha mẹ đẻ đây mà lớn lên lập gia đình đó rồi cũng có chuyện thành ra mới đi hồi năm 81 rồi mới về đây cũng khoảng 2 năm mấy rồi.
Trời, tôi thiệt hay với mấy chú nha. Hồi mới ra đây mặc cũng y vàng quần đùi với cái áo này nè. Đi qua tới chồng bé, đi vô rừng đồ kêu mình gãy đó. Mà người biết không còn gì hết, sau đi đi về Sài Gòn à, ở sông xuôi ở dưới cũng ba mấy năm á. Rồi người ta làm giấy làm tờ, tôi không muốn là không cho làm nữa, rồi tôi mới về đây nè. Về đây để sau này mình để cái này vô lo giấy tờ luôn. Rồi bây giờ cái công việc của chú là làm cái gì chú? Đâu có làm gì nữa giờ. Giờ mới ra nãy mà múc mấy gấu nước mà nó mệt rồi đó. Rồi cái tiền ăn uống rồi cơm nước hàng ngày rồi đó tiền đâu chú xài? Thì cũng nhờ mấy cô mới với lại ở trong ấp rồi này kia lâu lâu nó cho lần thôi chứ nó cho hoài. Chú có bệnh hoạn gì trong người không? Cũng có. Cũng bụng mổ 2-3 lần rồi. Nhưng mà sống cạnh mồ mả nhiều như vậy chú thấy sức khỏe có ảnh hưởng không? Gần người ăn quá. Không sao á. Mình đã quen rồi. Với là hơn nữa mình giờ lớn tuổi thì sợ sùng gì nữa, kệ nó sao giờ. Chứ giờ đi đâu cũng đâu có bằng chỗ này đâu. Rồi lúc mới về ngủ tối ngủ không có ngủ để đèn sáng trưng. Cái đèn bự đó chú bữa chú thấy mà. Làm cái trời đó xong giờ vô ngủ thì mấy ngày đầu ngủ không được. Rồi tới chừng mà ở quen rồi đó. Rồi tháo ai cũng làm gì làm rồi. Không có sợ trời thì nữa. Nhiều khi mình cũng như là mình tưởng giống như là có ai ở trong này nè. Đi ra đi vô cái ngõ mình đó. Ngõ chỗ mình ở đó. Đi giấc có 11, 2 giờ kia. Tức là khi mà chú ngủ ở trong cái lều dựng cạnh nghĩa trang này á, à, chú đó, cái chỗ nãy đó. Khi chú nằm ngủ chú cứ nghe là có người đi ra đi vào hả chú? Nhiều khi cũng nghe nói chuyện đồ rùm ra rùm dữ lắm. Mà ra thì không có gì á. Nằm vô nằm rồi với khi thanh vắng mình nằm mới nghe chứ còn bình thường thì không có nói ai nghe trời trơn á. Chú nghe những cái âm thanh gì chú? Thì cũng người lớn người nhỏ này kia nói chuyện này kia cũng chở bố này kia cũng như bình thường ăn cũng như cái người còn sống nữa. Trời. Chứ là nhiều khi mà ban đêm ngủ mê quá đó. Mình ngủ trên hầu ban đầu tôi còn nằm võng tối á. Nằm mơ mà có người làm gì vô kiều cứ dậy đi, tắt tivi. Cái tivi nhỏ đó ra bị ngủ rồi chỗ có giật mình vậy tôi hết hồn với nhục bác gái đó. Từ đó giờ tới 12 giờ kia tôi mới chưa có ngủ được đó. Có 1-2 giờ kia 2 giờ sáng rồi tôi mới ngủ nhắm mắt được. Vậy là người ta nhắc chú tắt tivi á à, chắc có lẽ vậy. Rồi ngồi cái lần đó ra thì có cái lần nào mà chú sống ở cạnh mồ mả như thế này nè, chú gặp những cái chuyện mà người âm họ nhắc nhủ chú điều gì hoặc là họ làm gì với chú không? Không, chim bao mà này kia không có, nhưng mà lâu lâu là đốt nhang này kìa. Mình ngủ không được á, nên thì lúc ra thắp nhang thì ngủ được hết á. Đây chỉ có mấy cây nhang thôi. Mà lần đốt phải đốt hết mấy cầm hết nha căn nhà nha. Trong này nhà này mấy nha chỗ mồ nè. Coi như mua bó nhang gì cái cắm vòng qua vòng lại là hết à. Còn ở trong này ấy á. Tức là bãi vô lấy giùm bãi. Những người này thì cũng có người thân của chú, cũng có người không phải. Nhưng mà khi chú đi thắp nhang thì chú thắp hết cho nghĩa trang luôn. Đúng rồi. Cho ấm cúng rồi mình xin họ mình được. Mình phải tôn thờ ra chứ. Dạ. Yeah. Tôi nói thiệt với nhiều đêm nay nằm nghỉ giờ cho tôi cúng tài vị số rồi tôi sửa sạn mấy cái mã này lại hết rồi tôi trang bị lại cho. Rồi tôi làm cái nhà cho chỗ tôi ở cho sáng sáng một chút. Có gì tôi cũng giúp đỡ cho anh ta gần gần đây mà. Trong ngoài không thấy gì hết. Là trúng từ giá số là sẽ thứ nhất là xây lại cái nhà cho mình khang trang hơn. Rồi à, lo cho cái phần âm ở đây luôn. Đúng rồi. Mình làm lại một mạng hỏi cho đẹp đúng không? Dẹp sạch sẽ về là đâu đó đàng hoàng đó. Ngày nào phải sạch sẽ tối đi thắp nhang đàng hoàng. Mà ngoài cái những cái ngôi mộ mà được xây đắp nó kỹ càng như vậy á, thì có ngôi mộ nào ở đây nó hoang tàn không chú? Đó, ngay chỗ cái sành nó có một cái đó. Ôi trời đất ơi, mình qua coi thử đi nha. Rồi ngay chỗ ghế đó, là ngay ghế dựa đó đó, là người có cái mà. Đi chú mình bước qua đây luôn. Là ở ngay đây. Đây nè, chỗ này nè, bữa hổm mà thằng cha thằng kia nó vô biểu tôi gom đất lại giúp nó. Mà gom gì đất đâu gom, tôi đâu không biết. Là ở ngay đây nha cả nhà. Chỗ này nè, chỗ này là cái mã là mã liên quan. Như là không có còn biết nữa. Ừ. Muốn mỉm hay gì chứ. Cái nào được chú khanh, chú lấy cái viên đá chú khanh vùng cho tụi con biết thử. Cái mã làng rồi đó. Khi nãy thì người dân với đây là có trong tim nè. Còn cái mã này nó dài vậy. Ủa sao nãy chú không dặn tụi con né đi? Hả? Sao nãy chú không dặn tụi con né chỗ này đi ra? Không sao đó, đến đây tụi tôi chơi lần lâu có lần ra đó là không có chấp nhận gì đâu. Cái đầu nằm ở đâu vậy chú? Hả? Cái đầu nằm ở đâu? Không hiểu nữa. Như đây cái mã không? Ừ. Hôm nay ông lại nói á. Như trước đây mà, trong mà. Làm việc
Nam nó ở đây nè. Ở đây có biết cái mã nằm tôi ở đây thì còn biết cái mã. Thực sự thì bản thân của Nhân á, khi mà đến những cái nơi mà có những cái mã lạ như vậy á, mà nghe cái là cảm thấy rất là buồn. Tại vì tới một cái kiếp người cuối cùng rồi cũng không có một cái nhà tươm tất để an nghỉ nữa. Coi như ở đây nè, mã rồi người ta không có tới đó. Giờ nó người ta không có ấy gì nữa. Lần lần coi như nó bài ra hết, không còn không còn còn gì nữa. Cái đám ngoài kia cũng có nhiều lắm, nhà không còn nhớ. Đó ngoài đó người ta mới lấy cốt hai người đó, ngoài đó. Tức là đã lấy cốt đi rồi đúng không? Đó người, đó là người lớn tuổi. À, mã lạng thì chỉ có một vị nằm ở đây thôi. Đúng rồi. Và con mấy cái chung. Con gửi tiền cho Út rồi. Chung để đây nè. Ông Út mua con gà cúng nước á, cúng nước thì đại lâu lâu cúng trái cây cúng bông, không có nước không bà uống tội nghiệp. Ông mua cho tôi 5 cái hay 6 cái gì, 6-7 cái, 10 cái đây con để này con ấy. Nghe đâu là cái cây này nhiều ma lắm đúng không ạ? Ở đây cây nào trước thì có, tại mình thấy độc ái đã đánh mấy lần mà không chết á. Cái nhánh này nè, hồi xưa nó ăn lại đây nè, cái tàn của nó bự vậy nè. Ờ, cái nhà cái mã này nè, nó đè hư cái mã này, người ta mới làm lại đó. Nhấn cái nó bự vậy nè. Tức là do sét đánh rồi nó ngã xét đi đánh. Rồi mình dọn đi rồi hả chú? Đúng rồi. Cây này cũng thuộc dạng cổ thụ á. Nó là lớn hơn tôi á. Tuổi thọ cây là lớn hơn à, dạ. Trước kia tôi đi là nó có rồi, mà nay tôi Tết này 80 á. Con thấy ở phía dưới gốc cây chú thờ tự rất là nhiều. Cái này, vị này là chú nhặt về hay là sao vậy? Cái chú? Này những người ta không thờ nữa, ta tới ta để đây tôi phải lo. Đó. Này đĩa là thằng Tài rồi ca còn người mấy người trên nó và mẹ này nữa này. Đây còn có thờ mẹ nữa nè. Ừ. Chú thắp nhang mỗi ngày ở đây đó hả? Đêm nào cũng phải thắp. Mà bữa nào không thắp tóc ngủ. Thường với những cái gốc cây cổ thụ của con nghe nó có rất là nhiều những cái câu chuyện linh thiêng nó đi liền á. Thì đúng rồi, tôi là họ hiểu đó, tôi đi thời gian thì về đây cũng nghe mấy đứa nhỏ này nó nói lời chứ tôi cũng không cần luôn nữa. Biết không, tôi đi cái cây của chút xíu à. Nó mà giờ nó cũng có bự luôn. Nhưng mà ở cái gốc cây này chú có thấy gì chưa chú? Thấy thì không thấy, nhưng mà ban đêm gió nó kia nó làm như nó dúng cái cây á, nó kêu rẹt vậy đó. Với hồi xưa tôi nghe mấy người ta nói hồi xưa ở chỗ này nó đậm lắm nè, có hai con rắn nữa mà từ ngày đó giờ đi mất tiêu hết rồi. Con rắn gì chú? Không biết rắn gì, người ta nói ở đây một cặp á. Thường thì những cái đình miếu linh thiêng hoặc là những cái cây cổ thụ á, thường có những cái con vật giống như là những cái con linh vật nó giữ vậy đó. Trong những cái quan niệm dân gian người ta cũng thường hay kể lại. Coi như là theo tôi nghĩ là gốc cây thụ nào cũng có chuyện trong đó hết á. Dạ. Không, cái này cũng cái kia à. Có lẽ mình vào trong nhà của chú mình xem cái nhà ha. Nhưng mà trước khi đi á, thì con rất là ấn tượng cái câu chuyện của cái vị nằm ở đây. Bây giờ là người thân là hoàn toàn bỏ luôn rồi hả chú? Cũng còn, nhưng mà còn cháu giờ nó lo nó ăn chơi con nó bỏ. Dạ. Rồi bây giờ chú có cái ước nguyện là chú cũng cho họ một cái nhà không? Có chứ, tôi khỏe là lấy đất tôi đắp lại lần lần. Mà mấy bữa nay tôi mệt quá đi. Vậy giờ con thuê người đắp được không? Để đắp và để hỏi cho nếu không có cái mã nó nằm cái thức dài gì hay sao nè. Không có, nó dẫn hướng về nó bà lúc rồi. Vậy là nó nằm dài theo như mấy cái mã này chắc nè. Cái chân ông ba này nè. Thì nó y vậy. Tức là mình chưa xác định được là xây cái chiều hướng nào mà chỉ biết là ở đó có một cái mã thôi. Tết có chú nói là chú lại đây chú lo cho cái mã này nè, cho cuốn già chú đó. Thì chú nó đốt qua chỗ này có cái mã, anh cứ ấy quét dùng đất lại lần từ từ đi. Dạ. Rồi tôi mới quét mà ở đây chó này kia là giờ con nói chú vậy nè, giờ chú với lại mấy anh ở trong xóm á biết cái hướng nào mà cái mã này nằm á thì nhờ người thuê đắp lên đi, rồi đặt một tấm bia đi, rồi cái con lo cho cái vị ở đây cho nha. Được không, nhờ anh luôn ha. Có gì anh chắc phải có thợ để cái chú kêu qua hả? Dạ dạ. Tôi hỏi nó đứa sát đâu đó. Cho kỹ rồi làm chứ con thấy cái chỉ sao cái thức nó vuông vức như thế nào á, rồi mình làm cái thằng sẵn cái gạch gàng á mình làm.
Rồi nếu như mà biết tên tuổi thì tốt, mà không biết thì để cho họ cái bia vô danh hay gì đó. Đúng rồi. Ha chú. Ừ. Rồi cái đó mình bàn sau ha. Con kiếm vào nhà đi ha. Làm cho. Dạ. Rồi mình bước vào trong đây mình xem cái nhà của chú nè. Mình thấy cái nhà của chú là một phần vách tường là dựa vào cái nhà có một cái quan tài. À cái này cái toilet. À, toilet hả? Đây là nhà của chú Út. Đây nhà. Đây là các cái chòi. Đây đây gì cái tường bên kia là hai cái mã. Đây là cái vách tường mã đó. À, tôi che kê khích nhà chứ không có gấu đầu lên nữa. Dạ, vậy là cái vách nhà mồ. Ừ. Vách của một cái nhà mồ. Đúng rồi. Còn bên này là dùng tấm bạc dừng lại nè. Đó thì cái nhà chung với cái nhà cầu á. Dạ. Đó coi như là ở đây rồi này mà nó bên, tôi rồi nó cũng bột hết rồi, bữa hổm mưa đó rồi tôi mới xin mấy cái tấm này là che đợi ngủ trở. Như vậy là tối là chú ngủ ở phòng này nè. Đây nè. Tối hay ban chiều thì ngủ nằm coi tivi ở trên võng, tối ngủ chứ nằm dưới đó. Đồ này chắc cũng người ta cho chú không nè. Mấy cái này người ta cho không nè. Chứ tôi đâu có. Tivi này giờ ra chợ bán mua thì chắc khoảng 200-300 ngàn chứ mấy. Không giờ còn thì... không tới nữa. Mấy người cho em cho không lấy nữa. Nó mà xài được tôi để tôi xài. Hôm trước con tặng cho một cái bà lão cái tivi mà bà rẻ rồi bà bán đông nát được có 20 ngàn à. Thôi má gì hả? Người thì cho cái tivi, người cho cái mua cái đầu 750, về gắn vô đàng hoàng là cho luôn, gắn cho lên. Đỡ buồn. À. Chú không có nổi một cái giường nữa. Không, làm cái không có giường đúng không? À, không có. Giường thì để vô chật quá. Căn này chắc vỏn vẹn bao nhiêu ta? Chừng 2-4 mét vuông chứ gì? 4-5 mét vuông rồi chứ không nhiều đâu. Hôm bữa khi nãy chú có chia sẻ là chú đang ngủ á thì có ai đó khều khều cái chân chú. Cái cửa để tôi đóng lại chị chú coi coi nhà ha. Đó, đầu ra tao đóng mà nó hé hé vậy đó. Nhiều khi á mình dừng ra làm như có ai ở ngoài dừng vô là một. Rồi cái mình ngủ đã cái làm những thò tay vô nằm người thấy cái đầu đây nè, quèo quèo lỗ tai vậy nè. Giật mình dậy. Vậy rồi xong như là hết ngủ cái lát ngủ trở lại được. Anh Phong có thấy ban ngày á mà nơi đây đóng cửa là đã tối như vậy rồi. Ê, ban ngày là xem như tối ban ngày mà trưa nắng tôi nằm tôi cũng bị nữa. Ngủ thì có cảm giác là bị kéo chân. Mà đóng cái cửa này lại thì có cảm giác người ta cứ đi qua đi lại hoặc là người ta đứng người ta nhìn vào. Đúng rồi. Bởi cái chỗ nhìn đó mà tôi nhắm ngủ. Có cảm giác là ai đó đang nhìn chú. Thì nó mình cứ tưởng vậy đi. Vậy thì có khi nào chú tính là chú không ở trong nghĩa địa này nữa mà chú dời ra khu dân cư khác chú ở cho nó. Thời gian nào nếu mà có công chuyện mà ai nào muốn làm gì đó tôi đi theo tôi làm thời gian rồi kiếm chỗ ở với ở về chứ. Mà tôi ở đây người ta nói chỗ này không ai ở đây người ta không có nói gì đâu, cứ ở đây chừng nào tới đâu hay tới đó đi chứ giờ đi đâu giờ. Mà giờ tôi thấy từ ngày mà bước về đây giờ ở đây nó cũng quen biết mình nhiều rồi, cũng giúp đỡ chút đỉnh, tại vì cũng khổ lắm. Thực ra chú con thấy là với cái phần âm á, mà mình sống không tốt á, mình sống cạnh họ mà mình sống không tốt, mình có những cái ý này kia thì chú sẽ bị phá luôn. Chứ không hẳn là chị thấy như vậy đâu. Tôi chỉ đi ra tôi đứng tiểu mà, làm như muốn show tôi chơi vậy đó, giỡn vậy đó. Phải chỉ giỡn thôi. Tôi phải ráng kiệm nhiều khi mới bước ra đây làm như có người dắt đi hả, dắt ra đó bữa đứng đó đi. Đứng đó đây. Nói ra thành thật tôi nói dốc cái thiệt nha, tôi không phải nói láo đâu. Tại vì khi con đến đây con nghe chú nói là chú thắp nhang mỗi ngày nè, rồi chú cung kính những cái phần mộ ở đây đó. Cho nên chẳng qua là họ chỉ có một cái chút vui đùa với chú thôi. Chứ đúng cái rồi, tâm chú cũng tốt cho nên sống không có sao hết. Dạ. Coi như đây nè, mình ở từ nay 2 năm mấy, hết năm nay nó 300 hả. Mà chưa có biết cái bệnh như thế nào, chỉ biết mệt thôi. Ta cũng phù hộ, dạng như vậy. Giống như cô Minh, cô Phương ở Nghĩa Trang, chùa Bảo Thắng vậy đó. Bảo Thắng ở dưới Thủ Đức á. Khi mà họ làm những công việc phục vụ cho người mất, họ bằng cái tâm của họ thì có những cái bệnh họ khỏi luôn chú. Bệnh mà đi trị hoài cũng hết, nhưng mà cứ thắp nhang khấn vái nó lại khỏi. Nhiều chuyện nó cũng lạ. Nói mấy chỗ này mình phải là kiếm gì làm mà vận động cho nó khỏe trong người chứ. Mà nằm riết cũng đi luôn, cũng thiệt á. Tôi về nhờ vậy á. Đó ra trồng mấy cây bạc hà này với cái chú đó đó. Đó là cũng làm mấy thứ mà nãy ổng tứ tôi cũng tứ sách đi mới vô nghỉ nè. Chú có cái ước muốn gì ở trong cuộc sống của mình bây giờ không chú?
giờ có muốn sắm gì giờ rồi mong sao mà có xuất đỉnh rồi đi bỏ túi xài hàng ngày thôi, chứ còn giờ như vậy là tôi thấy cũng không đánh đổi đâu. Nhờ cô bác ở đây là giúp đỡ cũng cũng có, nhưng mà nó không có nhiều, mà nhiều khi mình cũng phải chạy chứ bươn chải nữa. Năm mới thì sắp đến rồi, Tết đó chú có đi đâu không hay là chỉ ở đây thôi? Đâu đi đâu giờ. Ăn Tết với người âm luôn. Nói, để nói, cái này ngày 25 ta lên Dĩ Mã đó. Mình ở trên này mình dọn dẹp sạch sẽ, có người ta lên cho 100, 200, ba mấy bữa, năm nào vậy nhờ, bữa nhờ Tết thì cũng có 1 triệu, 2 triệu bạc cũng có nữa. Dần tối ha. Bảo mộ thì dưới cuối năm họ lên thôi. Còn mùng 5 tháng 5 á, người ta ở dưới người ta chạy xe lên đây nè, người ta coi thằng kia á, người ta về, cũng cho vài trăm nữa. Rồi đưa tiền mua nhang để đốt cũng có nữa. Đứng với chú trò chuyện ở đâu cũng thấy mộ á, không nhìn ra, chú đứng ngay cửa nhà chú nhìn ra là một cái nhà mộ, một cái mộ nè. Ông này tuổi với tôi á. Bằng tuổi, có khi nào chú với người mà khuất xuống chú tâm sự gì không? Thì tôi uống đâu sáng đâu, Ngọc Phê ngồi nói mình nên chế Ngọc Phê rồi anh đi lại uống tôi này miếng đi rồi muốn làm gì làm. Vậy là lâu lâu cũng nhắn nhủ với cái người bạn đã ngã xuống. Dạ. Thôi chắc mình ra phía trước cho nó mát đi, ở trong nhà nóng quá. Đứng một hồi mà thấy đổ mồ hôi hột hết rồi. Đây cho mọi người xem á, cái nhà mồ mà làm cái vách tường của chú. Dựa vào vách tường, còn phần đây còn lại cái tường này nè. Dạ. Để chú lại trước chú dọn vô coi. Đây con sẽ đi ra qua đây, con có thử nhà mồ. Đó. Wow. Thấy không? Dạ đúng ạ. Là cái bức tường nhà chú hồi nãy đúng không ạ? Chú nói là gần như là mỗi ngày thì chú đều thắp nhang hết à? Đó. Vậy có khi nào chú quên thắp nhang thì bữa nào mà mệt đó thì quên, cũng có quên chứ không phải mà 1-30 ngày một đủ đâu. Và khi đó quên thì có bị người âm không có vậy á, nếu mà không thắp từng lễ là hơi mệt chút thôi. Có nghĩa là mình quên thắp nhang thì cảm giác sức khỏe của mình nó mệt. Đúng rồi. Hay là người đã khúc những người bạn của chú ngã xuống nè, ở gần cạnh kề chú thấy chú không thắp nhang thì họ báo điềm về cái sức khỏe của chú để cho chú thắp nhang cho họ ấm cúng. Vậy ban đầu là ngủ, tôi ngủ tới 8-9 giờ tôi mới dậy, còn này nữa đây. Này đúng 5:30 là tự nhiên ra thức rồi. Thức dậy rồi ra thắp nhang đâu đó vô có chế cà phê uống, mua mua cà phê tan đó. Mua cà phê bịch cái gì uống. Con nghe nói là ở đây á, buổi tối là bà con rất là ái ngại vào bên trong nghĩa địa này. Đúng rồi. Và thậm chí là có người chứng kiến là buổi tối thấy có cái bóng người đi ngang mà. Rất nghe, tôi cũng nghe người ta nói chứ tôi chưa có thấy. Vậy thì ở ngoài đường chứ không ở trong này. Dạ. Thấy ngoài đường á. Vậy thì chú sống ở trong này bao nhiêu năm á? Chú có khi mà nghe những câu chuyện mà bà con lối xóm chia sẻ cái việc đó thì chú có sợ? Trời sợ chứ. Mình đâu có làm gì mà được người ta đâu, không phải sợ. Nhiều khi người ta chọc ghẹo mình ngủ không được là sợ vậy thôi. Chú Út thì từng một vài lần là bị người âm là kéo chân nè. Khi mà mở TV lớn quá, hơi ồn ào đúng không ạ? Đúng rồi. Thôi thì hôm nay đến thăm chú Út, tụi mình cũng có cái món quà nhỏ. Mình xin được 1 triệu từ một mạnh thường quân. Còn mạng nhân thì có 600 từ dạ. Nha. Dạ của một mạnh thường quân giấu tên gửi 300. Và của bạn Lê Minh Tú gửi 300 nữa là 600. Dạ. Đây, con gửi cho chú. Để cho chú đảm bảo sức khỏe, ăn uống rồi. Dạ, nhớ cũng đây cũng cảm ơn trước là ba chú hay sao nữa cả. Mấy người mà giúp đỡ cho tôi rất cảm ơn. Để cũng nhờ có tiền này chẳng đêm hôm này kia có bệnh hoạn mua thuốc uống. Giờ ăn tới Tết đủ không chú? Này nó sai rồi, rồi nhiêu đây mà tôi sai không có nhiêu đâu. Dạ. Giờ nếu mà cũng gần Tết mới hết chứ. Thôi ráng cầm cự tới Tết rồi, tới Tết mà nếu mà Tết người ta tảo mộ á. Đúng rồi. Rồi thân nhân họ ủng hộ đúng rồi. Có cái Tết tươm tất hơn. Nha chú. Thôi chú nhớ hỏi giùm con cái phần mộ đó nha, để con giúp cho. Để con làm cái phần đó cho. Chứ để họ nằm thứ nhất là mình đi qua đi lại mình dẫm lên nó không nên. Con thấy con cũng sợ. Nhiều khi tôi đi rồi nhiều khi đi qua đi lại tôi ngại lắm. Dạ. Chứ mà giờ như bây giờ cuốc không có, chẻn không có, tôi lấy gì. Có thể nhờ làm. Người làm đi, có thể thuê đi rồi con chỗ giúp này à, nếu mà nó đổ mưa xuống đất mềm mà tôi còn làm được chứ giờ. Dạ. Ở đây trời không đâu có mưa cứ ngắt à. Có tấm bia nữa thì tốt hơn nữa. Đúng rồi. Dạ. Rồi có lẽ mình kết thúc video đây anh Phong. Dạ. Chào tạm biệt mọi người ạ. Cảm ơn. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Lần sau ghé thăm chú. Dạ. Dạ.